chiếc tủ lạnh là trái tim của căn bếp trong ngôi nhà bạn. Hiểu được điều đó, Samsung đã cho ra đời chiếc tủ lạnh Side by Side Family Hub 2020 giúp tăng tính kết nối, giải trí và giúp bạn quản lý thực phẩm tốt hơn nhất. Trước đây, chúng ta vẫn thường thấy những thông điệp ngắn, những lưu ý nhỏ được ghi vào giấy ghi chú và được dính lên trên bề mặt chiếc tủ lạnh. Chính vì vậy, người theo bên cạnh đó, thông qua ứng dụng SmartThings, bạn có thể nhận thông báo